Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Mình là Khánh ha. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số combo bộ dàn All-in-One, bao gồm dàn xem phim và dàn karaoke sử dụng cho các căn hộ. Mời mọi người cùng theo dõi xem là những bộ dàn All-in-One đó là bộ dàn như thế nào và cấu thành từ những thiết bị nào. Bắt đầu thôi. Ok, như mọi người đã biết á, thì căn hộ thì cái phần diện tích á, nó cũng, thứ nhất là nó hạn chế về phần diện tích là một, thứ hai nữa là không gian trong căn hộ là không gian thoáng, thường là phòng khách sẽ nối luôn với bếp. Thứ ba nữa là phần cách âm giữa nhà mình với nhà hàng xóm thì nó sẽ không được tốt lắm, nó không được như những cái không gian rộng như những nhà phố mà có tường lớn. Thì thường nên là, đương nhiên mình sẽ nói về căn hộ nói chung thôi, chứ mình có một số căn hộ thì đương nhiên khá là rộng và tiêu âm, phần cách âm khá là tốt thì mình không nói đến, nhưng mà mình đang nói phần lớn. Thì các sản phẩm Thiên Vũ lựa chọn cho căn hộ thì thường sẽ có kích thước nhỏ một xíu, công suất ở mức độ vừa phải, và kích thước là phải nhỏ gọn để nhìn cho nó đỡ choán cái không gian của mình. Đầu tiên mình sẽ nói về dàn xem phim ha. Dàn xem phim cho căn hộ hầu hết Thiên Vũ sẽ chọn cho mọi người là đó là sao 3. Sao 3 thị trường thì khá là nhiều. Mọi người có thể lựa chọn các thương hiệu như JBL nè, Bose nè, Denon nè, hoặc Clip nè. Thường thì Thiên Vũ sẽ ưu tiên những cái bộ sao 3 nào mà có thể xài được hai cái loa phía sau để ra hiệu ứng 5.1. Chứ mọi người, nếu mà mọi người đầu tư chỉ có một cái loa sao 3 cộng cái sub 0 á, thì thật ra dàn xem phim của mình nó mới có 2.1 thôi. Mà 2.1 thì nó chả khác gì một cái loa nghe nhạc bình thường. Mình mua hai cái loa về mình nghe thì nó cũng chả khác nhau mấy. Hiệu ứng nó cũng chỉ đến thế, nó không có hiệu ứng surround phía sau á. Thì coi phim nó không có nói chung là không có đã, và nó không đúng bản chất của một cái dàn xem phim. Nên là thường thì Thiên Vũ sẽ lựa chọn là đầu tiên là dàn xem phim của Bose nè. Bởi vì Bose sau 3 700 900 á, thứ nhất là như mình đã có chia sẻ ở clip trước á, là Bose sau 3 900 á thì nó sẽ kết nối được thêm hai con Bose surround phía sau, cắm điện kết nối không dây, thành được một bộ dàn 5.1. Thứ hai nữa là bên Denon họ cũng có một cái giải pháp đặt hai cái loa surround phía sau, là những cái loa di động. Đầu tiên mình có thể xài những cái loa di động đó, thì mình có thể xài nghe nhạc cho phòng ngủ, phòng ngủ riêng của mỗi cá nhân trong gia đình. Tuy nhiên nếu mà cần tận dụng để thành là một dàn xem phim á, thì mọi người có thể tận dụng nó để mình làm thành một dàn 5.1 luôn. Đó, thì hiện tại đang có hai cái dàn đó sau 3 mà 5.1 được. Còn một quạt nữa là loại của JBL. Cái dòng này cũng khá là hay. Dòng này thì là một cây sau 3, rồi nó có hai cục mình rút ra ở trên cái thanh á. Nếu mà mình thích mình để lên trên cũng được, còn không mình rút ra mình đặt hai phía sau này. Thì cái đó nó cũng xài pin và kết nối không dây. Nhưng mà đương nhiên theo mình thì xài pin thì về thời gian dài sau á, thì pin nó mà bị chai hoặc là nó có vấn đề gì đó, thì khi mình sử dụng thời gian dài ấy, thì đương nhiên pin nó chai thì về sau mình xài không được lâu nữa, thì nó không hay lắm. Tốt nhất là mình cứ xài những thiết bị nào mà cắm điện được, thì thời gian sử dụng của mình nó sẽ lâu dài hơn, nó sẽ bền hơn. Đó, ngoài ra nữa, nếu mà dàn xem phim mọi người muốn đầu tư một cái chỉnh chu hơn một xíu nữa, thì mọi người có thể xài những cái bộ dàn xem phim mà xài những cặp bút xeo để trên bàn được. Bút xeo để bàn thì bên mình có nhiều lắm. Mình có thể xài các thương hiệu như Waffadel nè, Piaga nè, Dali nè, đó khá là nhiều luôn. Âm ly thì có thể là Denon, Yamaha, tùy mã. Đương nhiên là bên mình ưu tiên là cặp trước phải là bút xeo, center cũng nhỏ gọn thôi, và hai cái loa phía sau là chắc chắn 100% là loa tam diện nha mọi người. Loa tam diện treo tường. Rồi xong, thế là coi như là mình đã hoàn thành một bộ dàn xem phim cho căn hộ. Nó kích thước nó khá nhỏ gọn mà nó đạt được hiệu ứng, đạt được mong muốn của mình khi xem phim. Thêm vào đó thì mọi người chú ý thêm dùm mình cái vấn đề này nha. Có nghĩa là mọi người mà muốn xem phim ra 5.1 á, thì ngoài việc loa mọi người đầu tư để năm hựa, để hai chế trước hai cái sau, rồi sub này, center này kia, thì quan trọng nhất là cái nguồn phát của mọi người, nguồn phát mọi người và cái thiết bị mọi người phi phát vào cái bộ loa nó phải ra được 5.1 đã. Chẳng hạn những TV đời mới bây giờ họ có cổng âm thanh xuất ra bằng HDMI, rồi họ coi trên Netflix những bộ phim có 5.1 thì nó mới ra được âm thanh 5.1 ha mọi người ha. Còn nếu mà mọi người sử dụng những TV nó không hỗ trợ âm thanh ra 5.1, hoặc là mọi người xem trên YouTube này kia, thì nó vẫn không ra được 5.1. Dù là mọi người đã đầu tư ra 5.1 rồi, nhưng mà cái nguồn phim vô mà không 5.1 thì mọi người vẫn ra cũng không ra được 5.1 ha mọi người. Thì mọi người để ý cho mình này, đầu tiên là nguồn phim phải là 5.1 đã.
Hiện tại các nguồn phim online 5.1 hiện tại đang có Netflix, Amazon TV, rồi Apple TV cũng có rất là một số phim là họ ghi trên đó, nó ghi là Dolby Atmos rồi ghi 5.1, 7.1 gì đó, nó có ghi hiệu ứng trong đó, người ta ghi rất là rõ ràng gì đó, mọi người để ý cho mình một xíu là được. Thứ hai nữa là cái hệ thống phát của mình, nếu mình coi trực tiếp như TV thì TV đó phải hỗ trợ là 5.1, 7.1. Còn nếu TV mình không hỗ trợ thì bắt buộc mình phải mua thêm một cái box chuyên để xem phim, chẳng hạn như cái box Dune của mình bên mình hay bán á, cái box nhỏ xíu, box Revision á, tầm 5 triệu 9 á. Đó, cái box đó nó sẽ ra âm thanh 5.1 cho mọi người được. Đó. Chứ còn nếu mà mọi người chỉ trong những cái đó mà mọi người không 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 đúng á, nó không ra 5.1 là coi như là không được luôn. Ví dụ như là cũng có box xem phim ngon là ok ha, nhưng mà mọi người coi trên YouTube xuống thì YouTube thì mọi người biết rồi, làm gì có 5.1, thì coi xuống nó cũng ra chả ra hiệu ứng gì cả. Hoặc là mọi người coi trên Netflix ok 5.1 đó, nhưng mà cái TV mọi người nó không hỗ trợ 5.1 thì nó cũng không ra được 5.1. Ok, đến dàn karaoke. Dàn karaoke cho ăn hộ thì bên mình lắp khá nhiều rồi và hầu hết sẽ là hai dòng này. Đầu tiên sẽ là cái dòng Cost 8 của SE Audio Technique. Cái dòng đó rất nhỏ gọn. Lý do nó nhỏ gọn bởi vì nó là loa đồng trục kích thước 8 inch, đường cụ bát. Đồng trục là gì mọi người? Đồng trục là cái loa bát với loa chép nó nằm trên cùng một đường thẳng. Tức là nó coi như nó dính liền với nhau đó mọi người. Thay vì một cái trên cái dưới này thì kích thước loa nó sẽ bự ra. Nhưng đây nó dính vô luôn thì thùng loa người ta sẽ làm nhỏ lại được. Mọi người có thể thấy các hình ảnh mà bên Thiên Vũ đi lắp đặt thực tế á, thì cái loa Cốt 8 này cực kỳ nhỏ luôn, thậm chí nó có cả màu trắng để phù hợp với tông nhà mọi người. Đó thì cái bộ cốt này bên mình lắp khá nhiều dành cho căn hộ. Ngoài ra về phần đồ đánh như là cục đẩy này, rồi vang số này, rồi micro này, và đặc biệt là súp, nếu có súp thì bên mình cũng sẽ lựa chọn những cho mọi người những cái súp khá là nhỏ gọn. Gần đây thì có Pisound này, hoặc là monitor audio là có những cái súp mà cực kỳ nhỏ gọn dành cho căn hộ, nhưng mà công suất không phải vừa, nhưng mà đương nhiên mình sẽ không mở quá lớn để ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh ha mọi người ha, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ âm trầm rất là tốt cho cái cặp cốt 8 của mình. Cao cấp hơn một xíu nữa thì mình có cái dàn Bose DM8S. Dòng này thì là dòng mới, cũng đồng trục luôn nha mọi người, cũng là kích thước 8 inch nhưng mà là thương hiệu đến từ Bose. Dòng này thì thật ra là bên Thiên Vũ cũng lắp khá là nhiều rồi, căn hộ có rồi, nhà phố cũng có, bởi vì công suất nó cũng cũng tốt, rất là ok, đặc biệt là cái súp của nó, cái súp DM10S bên mình hay làm, thì công suất nó lên đến tầm 500W á, thì khá là lớn. Đương nhiên cái loa thì lại là tương đối nhỏ gọn, thì cái đó thì chỉ có màu đen thôi, vì thật ra nó có màu trắng nhưng mà thị trường Việt Nam nó không có về màu trắng nên là thường hầu hết là chỉ màu đen thôi. Thì cặp đó thì khi mà ghép bộ dàn vô á thì giá thành nó sẽ rơi tầm gần 100 triệu, cái đó thì nó khá là cao cấp so với căn hộ. Tuy nhiên bởi vì mọi người biết sao không? Bởi vì nếu mà mọi người đã sử dụng các cặp loa Bose mắc tiền rồi, một cái sub Bose rất là mắc tiền rồi, thì cái đồ đánh của mọi người như là cục đẩy này, rồi vang số này, rồi micro này, thì mình cũng sẽ phải lựa chọn cho mọi người một cái đồ cho nó phù hợp, phải nó có đủ chất lượng, nó phù hợp. Chẳng hạn như bộ cốt, mình có thể chọn những cục đẩy như của DMX, của Wafadel. Tuy nhiên đối với Bose thì hầu hết là mình luôn tin tưởng các cục đẩy của Crown. Đó, cục đẩy Crown thì chất lượng âm thanh nó ra rất là sạch, rất là tốt đối với thằng Bose này, rất là phù hợp với nhau. Và cuối cùng, để sự kết hợp giữa bộ xem phim và bộ karaoke được thật sự thành all in one, thì bên mình đã có một cái giải pháp đã cũng bán khá lâu rồi, thì mình sẽ nhắc lại cho mọi người nhớ luôn, là đó là cái dòng sản phẩm Dun, đặc biệt là Dun 4K Solo ạ. Bên mình bán rất nhiều mã này. Vì sao? Đầu Dun thứ nhất có phim được, bởi vì thật ra cái đầu Dun là đầu chuyên phim đã, coi phim rất tốt, hiệu ứng ra rất là ok. Ngoài ra đợt này đầu Dun chạy được Android luôn, nên là cài được Smart Karaoke này kia, là mọi người tận dụng luôn được cái đầu này làm karaoke luôn ha. Đó thì coi như là chỉ cần một thiết bị phát thôi là mọi người đã có thể là vừa xem phim này, vừa karaoke này trên cùng một thiết bị. Vô hôm nào thích thì mở phim lên xem, khi nào không thích thì chuyển qua phần app phần karaoke. Ngoài ra thì về phần TV hoặc màn chiếu, thì thật ra thì karaoke á, thường karaoke mới một căn phòng thì thường bên mình tư vấn cho khách là xài TV nhiều hơn, chứ còn máy chiếu thì ít. Bởi vì thật ra là chung cư cách cái mình ngồi căn hộ ạ, mình ngồi từ mình đến cái chỗ mà chiếu á, đến tivi á, thường nó khá là ngắn, nó chỉ tầm khoảng cùng lắm là 4 mét, những chung cư rộng lắm thì được ngồi được tầm 4 mét á.
Thì nếu mà mình ngồi gần quá mà mình xài những cái màn chiếu lớn như 120 inch, như cái màn năng yếu đã sau lưng mình đây này là 120 inch á, mà mình ngồi tới 3 mét là coi như cái mắt của mình nó không nhìn hết được cái màn chiếu á, nó lúc mà xem phim hoặc là karaoke nó khá là đau mắt. Nên là thường thì bên mình sẽ tư vấn cho khách xài tivi trong những trường hợp như thế này. Ngoài ra nếu mà khách thích thì muốn một cái sự trải nghiệm mới thì khách có thể mua những cái máy chiếu dạng mini hoặc là những máy chiếu dạng LED á, mà mini một xíu, chiếu trên cái màn tầm độ khoảng 80 đến 100 inch thì cũng vẫn được, nhưng mà nói chung thì chi phí đầu tư nó bỏ ra nó sẽ mắc tiền hơn tivi một chút xíu. Ok, vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho mọi người một số các combo bộ dàn rồi về xem phim, về karaoke dành cho căn hộ. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì hay là mọi người có muốn hỏi gì thêm á, thì mọi người có thể đặt comment ở phía bên dưới hoặc là có thể gọi điện thoại đến số hotline Thiên Vũ để bên mình có thể chia sẻ và bên mình có thể trả lời những cái thắc mắc cho mọi người một cách tốt nhất. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.